Xin chào mọi người, chào một ngày mới thật là rạng ngời và tươi trẻ. Sắp đến 8 tháng 3 rồi, chị em phụ nữ tụi mình đã có chuẩn bị gì cho ngày 8 tháng 3 chưa nè? Đặc biệt là sau một dịp Tết thì mình ăn rất là nhiều thịt kho hộp chịch cũng như là bánh chưng. Thì gần như là ai cũng than phiền là đang tăng cân hơn. Ngày hôm nay Du sẽ chia sẻ với mọi người một cái bí quyết Du luôn giữ gìn cái vóc dáng và làn da của mình thật là tươi trẻ, rạng rỡ. Tại vì bí quyết đó nó sẽ nằm ở chỗ là 70% chính là nằm ở chế độ ăn uống và 30% chính là chế độ tập luyện. Và ngày hôm nay Du sẽ chia sẻ với mọi người trong video clip lần này. Còn bây giờ thì mọi người đợi Du một tí xíu nha, Du sẽ quay trở lại nhanh thôi. Du đã quay trở lại rồi đây. Sau Tết là Du phải nhanh lấy lại cái trạng thái cân bằng cho vóc dáng và cơ thể của mình thôi bằng những cái hình thức là vận động. Các bạn có thể tập yoga nè, các bạn có thể đi bơi, có thể chạy bộ. Du thì Du rất là thích tập yoga, tại vì đối với Du thì tập yoga nó vừa nhẹ nhàng nè, nó vừa thư giãn cái tinh thần của mình và thư giãn xương cốt. Nói chung là mỗi lần tập yoga xong thì Du rất là thích, và đặc biệt là cũng rất là tiện nữa, đi đâu thì Du chỉ cần mang theo một cái tấm thảm yoga là có thể tập được cái động tác yoga thôi. Ngoài ra thì Du còn rất là chú trọng vào việc ăn uống để bổ sung nước cho cơ thể nè. Mình sẽ ăn nhiều rau xanh và đặc biệt là những cái sản phẩm không chỉ ngon mà còn healthy để thay thế những cái đồ ăn vặt. Mọi người thấy đó, buổi sáng của Du thì thường Du ăn rất là nhiều đầy đủ chất. Tại vì bữa sáng thì mình sẽ cần bổ sung rất là nhiều năng lượng để làm việc cho cả ngày. Du sẽ ăn ít lại vào những cái bữa tiếp theo, và đặc biệt là buổi tối thì Du sẽ hạn chế ăn nhiều nhất có thể để giữ cho cái vóc dáng của mình luôn được cân đối và đẹp. Ta-da! Ngày hôm nay thì Du sẽ trổ tài làm bà UV Vlog để cùng mọi người thực hiện một bữa ăn sáng thật là đủ chất và hoành tráng nha. Bây giờ thì mình có bơ này, có bánh mì, có salad. Nhưng mà cái món quan trọng nhất của hôm nay mà Du muốn giới thiệu với mọi người đó chính là món ngũ cốc. Tại vì bình thường á, Du nghĩ là Du cũng như một số bạn mình sẽ cảm thấy là ngũ cốc nó hơi khó ăn, tại vì nó gần như không có vị gì hết. Nhưng mà gần đây thì Du vừa phát hiện ra một cái tip rất là hay, đó chính là hạt ngũ cốc chúng ta có thể trộn với lại sữa hạt. Ôi, ăn cái vị của nó ngon vô cùng mọi người. Và nó đã giúp Du, kích thích Du thích cái món này. Cho nên ngày hôm nay Du muốn chia sẻ với mọi người món ngũ cốc trộn với sữa hạt. Rồi bây giờ thì mình sẽ bắt đầu bằng việc cho hạt ngũ cốc vào tô nha mọi người. Mọi người muốn ăn ít hay ăn nhiều thì mình có thể cho một cái lượng vừa phải theo đúng ý thích của mình vào tô. Du thì thường chỉ ăn một lượng vừa đủ như thế này thôi. Còn bây giờ thì mình sẽ cho sữa hạt vào. Cũng tương tự với việc cho hạt ngũ cốc thì mình sẽ trộn vừa một cái lượng sữa để cho nó vừa sắp sắp với hạt ngũ cốc là mình có thể ăn được. Mọi người biết không, cái vị sữa hạt của Vinamilk này á, Du rất là thích. Tại vì đây là cái sữa đậu nành được xay cùng với lại các loại hạt tự nhiên, cho nên là cái vị của nó rất là thanh mát. Cái ngọt của nó là ngọt nhẹ, chứ nó không có bị ngọt gắt giống như là một số cái loại sữa đậu nành khác ở trên thị trường. Cho nên là mình có thể uống nhiều. Và đặc biệt đó là khi mà có những cái hạt mà xoay cùng với sữa như vậy, nó có một cái vị béo bùi rất là ngon luôn. À, còn một điều rất là quan trọng nữa mà khiến cho Du rất là thích ở lại sữa hạt này, mọi người biết đó là gì không? Đó chính là thành phần của sữa. Tại vì khi mà Du xem trong thành phần á, thì sẽ thấy đây là một sự kết hợp giữa sữa đậu nành và hạt óc chó. Và trong đây nó sẽ bổ sung hai cái dưỡng chất cực kỳ quan trọng trong cái việc chống lão hóa, đó chính là omega 3 và isoflavon. Thì mọi người đã biết đó, omega 3 là nó sẽ có tác dụng là nó sẽ chống oxy hóa và nó giảm cái quá trình hình thành những cái vết nhăn trên da của mình. Còn isoflavon trong sữa đậu nành thì nó sẽ giúp cho da của chúng ta săn chắc hơn. Vậy thì còn gì tuyệt vời hơn là mình tìm ra một sản phẩm vừa giúp đẹp da nè, lại vừa ngon mà vừa healthy nữa, đúng không cả nhà? Bên cạnh chế độ tập luyện và ăn uống healthy thì mọi người cũng nên biết thêm một số tip dưỡng da để giúp cho làn da của mình luôn căng mướt và mịn màng. Và đối với Du đó là Du không thể nào thiếu được một bộ đôi serum mỹ phẩm, cũng là do chính thương hiệu của Du sáng lập nên luôn. Thì Du hay sử dụng vào mỗi buổi sáng và buổi tối để giúp cho thanh lọc làn da của mình và cấp nước, bổ sung độ ẩm và giúp cho da của mình sẽ luôn căng mướt và mịn màng. Mọi người có thể thử làm đẹp chờ đón ngày 8 tháng 3 bằng cách trải nghiệm phong cách sống healthy giống như Du, và đừng quên thử luôn sữa hạt Vinamilk nha. Xin chào tạm biệt các bạn. Bây giờ thì Du sẽ phải đi ra ngoài đi công việc đây. Và dĩ nhiên Du sẽ không quên mang theo một hộp sữa để uống cho buổi xế. Chúc các bạn sẽ có một ngày làm việc thật hiệu quả và một ngày 8 tháng 3 thật là vui vẻ nha.